Hello các bác và anh em nhé. Ngày hôm nay bên em tiếp tục lên cho các bác và anh em những cái dòng vang bên cửa hàng Tùng Audio. Thì trên tay em đang cầm đó chính là con PS Audio, một trong những thương hiệu hàng đầu của ngành công nghiệp audio. Được chưa? Đây là con có tên model là KX8 anh em nhé. KX8, một trong những dòng vang xuất sắc của PS Audio, vang cơ lai số, được chưa? Đấy, rất là đẹp, phiên bản màu đen. Thì ngày hôm nay bên em test hàng cho một bác khách hàng ở đây. Là bác Thuận cũng đến từ thành phố Hải Dương, được chưa ạ? Thì hôm nay em sẽ test hàng cho bác. Trước khi gửi hàng đi thì em xin giới thiệu qua cho anh em nào chưa biết đến cái dòng PS Audio KX8 này. Đây là con mẫu vang cơ lai số, hàng chính hãng bên cửa hàng Tùng Audio nhá. Đấy, phiên bản hình thức của nó là phiên bản màu đen, mặt vai nhôm chống xước, được chưa ạ? Đấy, phiên bản màu đen, màn hình 4K, hiển thị đầy đủ cái thông số này. Đấy, gồm có những cái cổng kết nối như cổng USB, Bluetooth và cổng quang nhé anh em nhé. Đấy, con này thì có exciter lưng tiếng, có revert chỉnh riêng này, được chưa ạ? Revert volume này. Đấy, revert volume và revert chỉnh riêng, được chưa ạ? Đấy, rồi bass mic chép dành cho mic, bass mic chép dành cho nhạc. Cái con này thì có cái revert rất là hay. Thì bây giờ em sẽ test luôn chất âm của cái con PS Audio KX8 này. Em đảm bảo các bác và anh em là cái dòng này có một cái chất âm cực kỳ hay đấy, cực kỳ nhỉnh đấy anh em nhé. Thì cũng rất là bác khách hàng này cũng rất là may trong cái thời điểm khuyến mại của bên em. Thì giá limit bên cửa hàng cũng như bên đại lý là 2,5 triệu. Thì đúng vào cái dịp khuyến mại nên là bác đã đặt hàng rất là sớm. Thì em để các bác mức giá tốt nhất đó chính là 2,350,000 đồng. Đấy, đây là trong cái đợt khuyến mại anh em nhé. Khi anh em mua vào những cái ngày thường, những cái ngày bình thường mà không có đợt khuyến mại thì giá vẫn là 2,5 triệu nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ test luôn cái chất âm của cái con KX8 này. Cái phần revert của em nó thì các bác nghe là các bác thấy ngay rằng là cái con này có một cái tiếng revert rất là hay. Đấy. Alo 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10. Đấy các bác thấy không ạ? Vang nhại của nó thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Quá là tuyệt vời. Cái dòng này thì có cái tính năng revert này rất là hay. Đấy, anh em điều chỉnh thoải mái này. Anh em thích điều chỉnh sang bên tay phải tăng thêm một chút revert này. Điều chỉnh về tay trái là giảm revert đi, được chưa ạ? Cái dòng này thì rất là dễ điều chỉnh, vang cơ lai số. Đấy, vang cơ lai số như vậy chỉnh hết bằng cơ anh em nhé. Chỉnh rất là đơn giản thôi. Nếu các bác và anh em nào mà không chỉnh được mà chưa biết chỉnh thì có thể ví dụ nếu mua hàng bên cửa hàng Tùng Audio thì khi về các bác có thể gọi điện trực tiếp bên em sẽ hướng dẫn cách chỉnh chi tiết nhất làm sao để các bác và anh em sẽ đạt được một cái chất âm hay cũng như cái giọng hát của mình nó được cải thiện hơn, rõ nét hơn nhá. Cái dòng này thì FB chống ú của nó thì rất là ok anh em ạ. FB chống ú đây các bác này, khi các bác nhận hàng này, nếu mà các bác thấy cái bộ dàn của các bác bị hú đấy, khi các bác sử dụng nhá, ví dụ mà bị hú này thì các bác đây. Ở đây em thử test thử luôn cái chức năng FX này. Bây giờ em sẽ nhấn vào các bác nhé. Em nhấn vào này nó hiện on này. Thì em sẽ để luôn cái mic ở loa này. Cái mic ở loa này, được chưa? Cái mic ở loa này. Đấy, em đọc cho các bác xem nhé. Không hề có hiện tượng rú rít luôn anh em nhé. Không hề có hiện tượng rú rít này. Đúng là cực kỳ tốt chưa, đúng không ạ? Đấy, không hề có hiện tượng rú rít. Bình thường các bác và anh em sử dụng những cái con mic dây như thế này, chỉ cần để sai một chút thôi, chỉ cần để sai một chút thôi là nó sẽ có hiện tượng rú rít ngay anh em ạ. Đấy. Thế nên là cái dòng sản phẩm chính hãng như thế này thì nó có một cái chất lượng FBX chống hú, cái chế độ chống hú của nó là cực kỳ tốt anh em nhé. Đấy, được chưa ạ? Cái con này thì về chất lượng thì khỏi phải bàn bên cửa hàng Tùng Audio rồi. Anh em nào muốn giá tốt thì liên hệ ngay đến cửa hàng Tùng Audio Hải Dương để được hưởng mức giá ưu đãi nhất. Số điện thoại em đang để trên màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo gửi trực tiếp đến tin nhắn cho cửa hàng bên cửa hàng Tùng Audio nhé. Thôi em chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác một lần nữa ở bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương.